hướng dẫn thi công tấm ốp sinh thái để co quan lắp phên trúc. Đối với thi công bề mặt phẳng, bôi keo chuyên dụng vào mặt sau của tấm ốp phên trúc để co, dán trực tiếp tấm ốp phên trúc lên tường, bán thêm đinh tăm để gia cố cho tấm thêm chắc chắn. Đối với diện tường không bằng phẳng hoặc gia chủ muốn tạo thành bức vách trang trí thì cần một hệ khung xương nhằm tạo nên một bề mặt phẳng chắc chắn và ổn định để ốp tấm phên trúc, sau đó thực hiện các bước như bề mặt phẳng. Đem lại không gian thư thái, gần gũi với thiên nhiên.